Thưa quý vị, cầu Phước An là một trong ba dự án trọng điểm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là biểu tượng của sự kết nối và phát triển tại khu vực Đông Nam Bộ. Được khởi công vào tháng 6 năm 2023, sau hơn một năm thi công, cầu Phước An đang dần thành hình và là minh chứng rõ nét cho sự phát triển cơ sở hạ tầng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang đứng tại dự án cầu Phước An. Đây là cây cầu bắc qua sông Thị Vải, nối giữa thị xã Phú Mỹ Bà Rịa Vũng Tàu với huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai. Sau khi hoàn thiện sẽ là sự liên kết giữa miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Được biết đây là dự án trọng điểm, tâm huyết mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo đuổi và quyết tâm thực hiện suốt nhiều thời gian qua. Với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng, cầu Phước An không chỉ là một công trình giao thông quan trọng mà còn là một biểu tượng của sự phát triển vùng. Với chiều dài tổng cộng gần 4,4 km, trong đó phần cầu chính dài hơn 3,5 km và đường dẫn lên cầu dài khoảng 250 m cầu Phước An đang dần hình thành rõ nét trên lòng sông Thị Vải. Tại công trình, các khối bê tông của mố và trụ cầu đã vươn cao hàng chục mét, thể hiện rõ hình hài của cây cầu trong tương lai. Hai trụ tháp của nhịp chính cầu đã nổi lên trên mặt nước, tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ và ấn tượng. Với khoảng cách giữa hai trụ chính lên tới 250 mét, cây cầu đang dần lộ diện và chứng minh vị thế là cây cầu có nhịp chính lớn nhất Đông Nam Á. Dự án hiện đang triển khai hai trong số 5 gói thầu xây lắp Gói thầu số 38 bao gồm phần cầu dẫn từ đầu tuyến đến trụ dẫn T36-T37 đã hoàn thành các bước thi công cơ bản như cọc khoan nhồi, đường công vụ và hệ thống điện nước. Gói thầu số 39 tập trung vào xây lắp cầu chính từ trụ T37 đến trụ T40, cũng đang trong quá trình thi công cọc khoan nhồi và bệ trụ. Ban quản lý dự án giao thông khu vực Cảng Cái Mép, Thị Vải cho biết, dự án cầu Phước An không chỉ đảm bảo tiến độ mà còn có khả năng hoàn thành sớm hơn dự kiến. Gói thầu số 38 dự kiến sẽ đạt 57% hợp đồng vào năm 2024 và hoàn thành 100% vào năm 2025. Gói thầu số 39 sẽ đạt hơn 40% vào năm 2024 và hơn 50% vào năm 2025. Dự án cầu Phước An hiện đang phải đối mặt với một số thách thức đáng kể như việc chuyển đổi 2,95 ha rừng tại Đồng Nai và công tác giải phóng mặt bằng khiến cho tiến độ khởi công phần cầu dẫn tại Đồng Nai vẫn tiếp tục bị trì hoãn và chưa được thực hiện dù vậy với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của các nhà thầu và ban quản lý dự án những khó khăn này đang dần được khắc phục khi hoàn thành cầu phước an không chỉ kết nối hai tỉnh mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho người dân cầu phước an với hình hài đang dần hiện rõ và tiến độ thi công ấn tượng là minh chứng cho sự phát triển không ngừng của hạ tầng giao thông tại khu vực đông nam bộ dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu kết nối mà còn mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế và xã hội địa phương và khu vực